Chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida, địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như các bạn thấy ở đây mình có cái chiếc máy chiếu Siam Go G1. Thì cái chiếc máy chiếu LED này mình cũng đã giới thiệu đến các bạn ở cái video clip lần trước rồi. Thì ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng sơ bộ trên cái chiếc máy chiếu Siam Go G1 này. Thì đây là cái chiếc remote được thiết kế rất là đặc biệt cho cái chiếc máy chiếu Siam Go G1, bởi vì nó rất là đa năng. Bạn vừa có thể chỉnh độ focus cho cái hình ảnh trên màn chiếu, vừa có thể điều chỉnh volume, làm tất tần tật những cái function trên cái chiếc máy chiếu Siam Go G1 này. Bởi vì trên cái chiếc máy chiếu Siam Go G1 này thì nó không được trang bị các nút menu như những dòng máy chiếu khác, mà nó chỉ có duy nhất một cái nút power ở phần trung tâm mặt trên đó. Nhưng mình thấy là sau khi cấp nguồn thì cái chiếc máy chiếu này nó sẽ có một cái đèn tín hiệu, đèn led tín hiệu xung quanh cái nút power này, đó là cái đèn led màu đỏ. Đó, thì để mở cái chiếc máy chiếu này lên thì bạn có thể bấm cái nút power này, hoặc là bạn cũng có thể bấm cái nút power trên cái chiếc remote nó được bố trí ở đây đó. Thì ngoài ra trên cái chiếc remote này còn được trang bị thêm cái micro để bạn có thể nói đó. Thì cái nút micro đây và những cái đường mic để bạn có thể nói ở đây đó, rất là đơn giản. Đây, thì bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động cái chiếc máy chiếu Siam Go G1 này lên để xem coi nó hoạt động như thế nào, cái giao diện nó ra sao, và mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái cách tùy chỉnh cơ bản và cái cách làm quen trên cái giao diện sử dụng của cái chiếc máy chiếu Siam Go G1. Thì mình sẽ nói luôn, thì cái chiếc remote này sử dụng hai pin 3A, thì để có thể gắn pin thì bạn mở cái phần đít này ra đó, bạn xoay ngược chiều trên đồng hồ và bạn bỏ hai viên pin 3A luôn đó. Mình nhớ là bỏ cái phần đầu lên trên, và sau đó chúng ta nhận lại và có thể sử dụng được cái chiếc remote. Và khi chúng ta thực hiện việc điều chỉnh trên cái chiếc remote này thì cái đèn led nó sẽ chớp tắt báo hiệu chúng ta đang sử dụng. Thì bây giờ mình sẽ mở cái chiếc máy chiếu này lên và quay cái ống kính lại trên cái màn chiếu để bạn có thể thấy được cái giao diện của chiếc máy chiếu Siam Go G1 này. Rồi, như bạn thấy đây là cái giao diện home screen trên cái chiếc máy chiếu Siam Go G1 sau khi nó đã khởi động xong. Thì trên cái giao diện home screen này nó bố trí những cái icon của những cái ứng dụng hết sức là phổ biến, chẳng hạn như là Facebook, YouTube, FBMC, Google Play Store, Gmail, Skype, rất là nhiều những cái ứng dụng phổ biến và giúp chúng ta có thể giải trí online. Đó, ở cái mục setting thì bạn có thể cài đặt được internet, wifi hay là internet có dây. Thì việc cài đặt internet có dây cũng rất là đơn giản, chúng ta sẽ cắm cái dây mạng vào cái cổng mạng LAN trên cái chiếc máy chiếu Siam Go G1. Còn để cài đặt cái mạng wifi không dây thì chúng ta vào cái mục hardware. Ở cái phần hardware thì chúng ta vào cái biểu tượng của wifi và vào một wifi setting. Thì ở wifi setting này chúng ta chọn một cái tín hiệu wifi cá dụng và nhập password nếu có, và sẽ kết nối. Thì sau khi kết nối nó sẽ hiện cái chữ connected ở đây, thì mình đã kết nối với cái tín hiệu wifi của Vida rồi đó. Sẽ trở ra. Thì ở cái mục setting này bạn còn có thể tùy chỉnh được ngôn ngữ, thì để mình xem trên cái chiếc máy chiếu Siam Go G1 này có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt không. Ở đây và cái mục language setting. Như vậy là nó không hỗ trợ tiếng Việt, nó chỉ hỗ trợ ba thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Nghe và tiếng Trung Quốc. Đó, ngoài ra chúng ta còn có thể upgrade firmware, hay là chúng ta có thể xem những cái thông tin trên cái chiếc máy chiếu này. Thì như mình nói, đây là cái chiếc máy chiếu được cài đặt sẵn cái hệ điều hành Android 4.3, phiên bản 4.3 ở đây. Đó. Cái model là Siam Go G1 International, phiên bản quốc tế. Đó, như mình thấy. Thì cái memory như mình nói là nó được trang bị cái bộ nhớ RAM là 2GB DDR3. Tuy nhiên ở đây nó hiển thị có 1.5GB thôi. Rồi, ok. Cái mục email setting nè, để bạn có thể điều chỉnh cái độ sáng, độ tương phản, tóm lại tất tần tật những cái thứ để giúp cho cái hình ảnh được trình chiếu trên màn chiếu của bạn được tốt hơn. Thì mình nói luôn, đây là cái chiếc máy chiếu LED với cái cường độ sáng là 1500 lumen, cũng như là tỷ lệ độ tương phản là 5000:1 đó. Tuy nhiên khi mình mở cái chiếc máy chiếu LED này lên cùng với đèn, nhưng cái chất lượng hình ảnh trình chiếu trên màn chiếu cũng rất là tốt như bạn thấy. Thì có thể qua những cái video này bạn không có thấy hết được cái chất lượng cũng như là cái khả năng trình chiếu hình ảnh của cái chiếc máy chiếu LED Siam Go G1 này trên màn chiếu. Thì để có những cái trải nghiệm tốt hơn thì mời bạn đến Vida, địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10, hoặc là 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để có những cái trải nghiệm. Và dĩ nhiên là việc trải nghiệm này hoàn toàn miễn phí. Đó, ở cái phần signal sụt này là bạn có thể
tùy chỉnh được những cái cổng xuất tín hiệu hay là tùy chỉnh được những cái thiết bị gắn ngoài chẳng hạn như SD card đó. Đó, ok. Thì cái việc sử dụng cái chiếc máy chiếu này cũng rất là đơn giản. Tất cả những cái function đều thực hiện và tùy chỉnh trên cái chiếc remote được thiết kế rất là đặc biệt cho cái chiếc máy chiếu Gym Go G1 này. Thì bây giờ mình sẽ tùy chỉnh cái độ zoom cho cái độ focus. Mình xin lỗi là cái độ focus cho cái hình ảnh hiển thị trên màn chiếu. Đây, như bạn thấy mình sẽ trở về cái màn hình home screen đi cho nó dễ quan sát. Ở đây. Đó thì đầu tiên chúng ta sẽ kéo cái phần đầu này lên và chúng ta sẽ vặn. Đó, như mình thấy là nó thể hiện cái icon ở trên cái màn chiếu rồi. Đó thì cái hình ảnh nó mờ đi. Ta sẽ điều chỉnh lại cái độ focus cho nó phù hợp. Như bạn thấy là cái hình ảnh nó được rõ nét hơn. Và dĩ nhiên là ngoài tính năng của một cái chiếc máy chiếu thì bạn còn có thể sử dụng cái chiếc máy chiếu Gym Go G1 này như là một cái thiết bị đầu phát để giải trí online, giải trí offline bằng việc xem phim, bởi vì đây là cái chiếc máy chiếu hỗ trợ cái độ phân giải Full HD 1080p cũng như là bạn có thể trải nghiệm trên những cái bộ phim 3D cực kỳ là chất lượng. Và cái chiếc máy chiếu Gym Go G1 này nó tương thích với nhiều loại kính 3D của những cái thương hiệu khác nhau trên thị trường, cho nên bạn không cần phải quá lo lắng về cái độ tương thích giữa cái chiếc máy chiếu với những cái loại kính 3D. Rồi, thì để có những trải nghiệm tốt hơn, như mình nói là mời bạn đến Vida địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6 quận 10 hoặc là 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, và việc trải nghiệm là hoàn toàn miễn phí. Còn những cái video trải nghiệm sử dụng về khả năng trình chiếu cũng như là trải nghiệm việc giải trí online, xem phim 3D, HD, Full HD trên cái chiếc máy chiếu Gym Go G1 này thì mình sẽ gửi đến các bạn ở các video clip lần sau. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn.